So, hello Bảo, hello Mr. Nguyễn Xuân Ngữ. Ok. Các bạn lớp English Mastery các bạn đổi tên nhá. Đấy. Mình là đổi đúng tên. Bạn hàng bật cam lên nhá. Ok, good. So, are you ready? Các bạn sẵn sàng chưa? Ok. Cả lớp nhắc lại thế nào? Yes, I'm ready. Yes, I'm ready. Chúng giọng quen. Yes, I'm ready. Ok, really good. Let's learn, ok. Hôm nay thầy và cả lớp sẽ cùng học nha. Hello Thanh, xin chào Thanh. Thanh là con gái của bố Hải, rất là xinh xắn và rất là học giỏi tiếng Anh. Ok. Hello. Rồi, mình bắt đầu các bạn nha. Các bạn đổi tên thật đấy nhá. Các bạn ơi, khi mà các bạn thấy một bạn nào nhá, thì tại vì trong lớp mình rất là có thể là có một bạn nào đấy mà comment là những cái lời không hay ấy, thì là các bạn comment số 1 đúng không? Cả lớp đồng ý không? Cả lớp comment số 1 là sao? Please comment one để nó trôi đi nhá. Bất cứ cái tin nào mà mình thấy không hay ấy, mình comment số 1 cho thầy. Đấy, cho nó trôi đi là được. Ok. Nhận. Còn mà đấy, ok, stop, ok, khi mà thầy nói stop là mình stop nha. Đấy. Yeah, ok, awesome. Ok, alright, mình bắt đầu đúng lúc 8:05 mình bắt đầu nha. Ok, please comment start. Cả lớp comment start đi nào. Đọc lại thế này, start, nghĩa là bắt đầu. Ai chưa biết thì ghi vào nha. If you don't know, please write it down. Mình bắt đầu mình học luôn. Ok. Start. S nào, start. Ok. Yeah, let's go. English Mastery nhớ đổi đúng nha, đúng tên, đúng cú pháp. Ok, day 2 là ngày số 2 các bạn nhá, ngày số 2. Ngày 2 là ngày số 2 này. Cả lớp mình nhắc lại thầy, repeat. Day 2. Day 2. Ok, wait a second, để thầy phải cho thầy ghim lên đầu đã. Ok. Day, one more time, cả lớp nhắc lại thầy nào. Day 2 là ngày số 2. Ok. Thì thầy sẽ dạy các bạn một số cái question intonation, ok? Cả lớp ghi bài nào. Question intonation. Nghĩa là ngữ điệu câu hỏi các bạn nha. Question nghĩa là ngữ điệu, à là câu hỏi. Intonation means ngữ điệu. Ok, ngữ điệu câu hỏi. Thì thầy sẽ dạy các bạn một số cái ngữ điệu câu hỏi. Ok. Cái ngữ điệu đơn giản nhất đấy là hỏi yes no question, ok, là những câu hỏi yes và no, ok. Câu hỏi do là nhá, do you love dogs, ok, bạn có yêu những con chó không các bạn nhá. You means bạn này, yêu. Dogs means những chú chó các bạn nha. Can you see the screen? Các bạn có thấy screen không nhỉ? Các bạn có thấy cái màn hình không nào? Can you see the screen? Cả lớp hai comment là yes I can cho nào. Hai comment đi. Yes I can. Yes I can. Có. Tôi có thể. Các bạn nha. Yes I can. Nghĩa là có. Tôi có thể. Có. Tôi có thể. Thấy gọi nha. Yes, I can. Yes, I can. Gọi này. Yes, I can cho nào. Yes, I can. Có, tôi có thể. Bạn có yêu. Dogs. Nghĩa là những chú chó gọi nha. Dogs. Ok. You love dogs. Ok, là những chú chó gọi nha. Ok, do you love dogs? Ok, các bạn nhớ này. Ok, các bạn nhớ nhá. Thì những câu hỏi do you love dogs? Đấy, phải 95% những câu hỏi yes, no thì ngữ điệu lên ở cuối. Các bạn nhớ nhá. Do you love dogs? Ok. Do you love dogs? Ok. Đấy, các bạn nghe nào. Ok. Các bạn nhớ nhá. Các bạn ghi quy tắc rule number one. Các bạn ghi lại nguyên tắc số nhất.
Thứ nhất, rule number one. Ok. Nguyên tắc 1. 95%. Câu hỏi yes, no. So 95% of yes, no questions. Okay. So the intonation go up by the end. Okay. The intonation goes up by the end. Thì ngữ điệu lên ở cuối các bạn nhá. Okay. Thầy lấy ví dụ một số câu hỏi, các bạn thử lấy một số câu hỏi xem nào. Can you give us some examples of the questions, okay? Các bạn thử lấy một số câu hỏi. Yes, no xem nào. Bạn nào biết không? Chẳng hạn như là bạn thích đi du lịch không? Do you love traveling? Okay. Đúng rồi, do you like milk? Okay. Đúng rồi. Bạn có yêu du lịch không? Đấy đúng rồi, tốt lắm. Rất nhiều bạn lớp mình rất là giỏi nha. Ok. Bạn Mai Bảo Phương, do you like candy? Đúng rồi, Mai Bảo Phương Anh nha, rất là tốt. Trần Anh Nhất này, Hương Giang 5C này. Ok, do you like milk? Ok, do you love traveling? Mình lên giọng một cuối gọi nhá. You raise your voice by the end, ok? And you exaggerate the word love, ok? Và mình sẽ cho từ love này nó dài ra. Nghĩa là you means bạn này, yêu này, du lịch các bạn ạ. Bạn có yêu du lịch không? Do you love traveling? Okay. Các bạn ơi, nhắc lại cho thầy nào. Repeat after me. Do you love traveling? Okay, rất là tuyệt vời. Okay, awesome. Love traveling. Okay. Good. Ok, tôi xin mời bạn Huỳnh Thị Trúng này. Bạn Trúng có mở được mic không? Bạn Điện Biên này. Ok, các bạn mở mic này, cả lớp nhắc lại theo thầy và các bạn nào. Do you love traveling? Thầy có mở thầm. Bạn Điện Biên nhắc lại theo thầy. Do you love traveling? Do you love traveling? Các bạn nhớ nhận âm R này, cho Mô nhận ra. Traveling? Traveling. Yes, okay, really good. Yeah, really good. Okay, one more time, one more now. Do you love traveling? Do you love traveling? Oh, awesome. Wow, really good. Okay, thank you. You're welcome. Okay, again. Okay, again. Rule number two. Các bạn ghi cái nguyên tắc số 2 nào. Rule number two. Âm R ở vị trí đầu hoặc thứ hai. Okay. So when you see the R sound, when you see the R sound in the beginning or the second place of the word, okay? Good. Or the second letter of the word. Thì phải cho môi nhọn ra. So you have to put your lips forward, okay? You need to put your lips forward. Okay, môi là lip. Đôi môi nha, đôi môi là lips. Đó nha, lips. Chờ đôi môi. Nhọn ra. Như kiểu nó là chữ U các bạn nha. Như kiểu nói chữ U. Okay, U, có lớp nói chữ U nào. U, thấy môi nhọn không? Okay, you can see your lips. Like go forwards, okay. So it's the same with the R. Nó giống như âm A các bạn nhé. Này các bạn thử lấy một số ví dụ các từ bắt đầu bởi R xem nào. So can you give us some examples of the word start with R? It is at the second place. It's the second letter of the word, okay. So run. Này chạy này. What else? Ride, okay, rock cũng được, viên đá này. Ride nghĩa là cưỡi, ride a horse, cưỡi hoặc là đạp xe cũng được. Cưỡi nó nhiều nghĩa gọn. Ok, đúng rồi.
Ruler là cái thước kẻ các bạn nhá. Nhận, cả lớp nào? Repeat after me. Hãy nhắc lại theo thầy. Nhắc lại nào. Repeat after me. Các bạn nhắc lại nhá. Nói chữ u chưa nào? Run. Okay. So next one. Ride. Okay. Next one. Rock. Okay. So next one. Ruler. Rule. L. You move your tongue up. Chứ L mà cả lớp uống lên đây nha. L. You have to move your tongue. Tongue up. Ruler. Okay. Ruler. Good. Awesome. Nên là các bạn cùng học một số cái mà từ tiếng Anh thầy hay nói nào. Let's learn some words that I usually say, okay? So repeat. Repeat. After me. Hãy nhắc lại theo thầy. Nhắc lại. Sau nha. Sau tôi. Okay. So repeat after me. Repeat. Chữ R nha cả lớp vậy. Okay, one more time. Repeat. Okay, như chữ R mình phải cho môn nhận ra. Okay. Ghi bài nha, thầy sẽ mời một bạn. Okay. Đấy, xin mời bạn bạn Hằng đi. Bạn Hằng này, hoặc là bạn Hằng có bật mic không nhỉ? Các bạn mà không bật mic là sao thầy không gọi nó nhá. Okay, now repeat. Repeat after me. Repeat after me. Okay. Các bạn phải cho nói giọng thấp không là repeat after me nhá. Đúng rồi. Repeat after me. Rồi đọc thấp xuống, đọc dài ra nào. Make it longer. Make the sounds longer, okay? So, repeat after me. Repeat after me. After. After. Not up. Af. F răng trên cắn môi dưới thổi ra nào. After. After. Me. Me. Okay, good. Next one. Okay, run. Run. Okay, môi nhận ra nào, môi nhận ra thổ hay sao chứ nào. Run. Run. Ngoài wow, này kiểu nói chữ U nào. Next one. Ride. Ride. Okay, really good. Next one. Rock. Rock. Âm cây nữa mà, cả lớp ơi. Rock. Rock. Okay, next one. Ruler. Ruler. Okay, perfect. Thank you very much. You're welcome, các bạn ơi. Các bạn mày nhớ nào, ok. Nhớ là khi mà thầy thank you là nghe thầy cảm ơn đúng không? Các bạn nhớ nào. Thank you very much. Thank you very much. Cảm ơn rất nhiều nha. So when someone say thank you very much, thì các bạn phải nói là you're welcome. So you have to say you're welcome, ok. Thank you nghĩa là cảm ơn. Bạn very là rất. Đấy, very. Chữ R ở đây cũng phải cho môi nhận ra nào. The R in this case, you have to move to put your lips forward as well. So thank you very much. Okay. Rất nhiều. Okay. You're welcome means không có gì. Okay, good. So you got it? Các bạn hiểu không nhỉ? Ai hiểu comment là got it nào các bạn ơi? Ai hiểu không? Các bạn hiểu không? Do you understand? Please comment got it. Đã hiểu. Ok. Please comment got it. Các bạn ơi, hãy comment got it nào. Đã hiểu. Ok. Perfect. Rất là tốt. Lớp mình rất là nhiều bạn thông minh luôn. You're very smart. Ok. Good.